Xin chào khán giả của chương trình Yes One. Mình là Emily Hồng Nhung và mình với cái tên Emily này rất là nhiều hỏi mình tại sao chữ Hồng Nhung đẹp hơn mà lại có chữ Emily. Thì đối với mình lúc mà mình lớp 5 thì mọi người đã đi học tiếng Anh và hay đặt cho nhau một cái tên gọi thân quen để gọi nhau, và sau đó đến lớn thì bạn bè mình gọi mình với cái tên Emily và cũng như là đi du học. Thì mình nghĩ rằng là một cái tên nó cũng có nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống, và tiếp theo mình lại chọn thương hiệu Ismile thì cũng bắt đầu bằng chữ E. Thì Emily nghĩ rằng chữ E có ý nghĩa nhiều với Emily, cũng như là có trong chữ Việt Nam cũng có một chữ E. Emily thấy nó rất là dễ thương. Đối với Emily, phong cách thời trang mà mình hướng tới là phong cách năng động và không có giới hạn về phong cách thời trang. Có nghĩa rằng khi Emily đi đến đâu, hoặc là những cái thời tiết như thế nào, hay là những cái tâm trạng mình như thế nào, mình sẽ vận phong cách thời trang đó. Cũng giống như mình không có một cái giới hạn về thời trang, mình muốn trải nghiệm thật là nhiều cái phong cách thời trang khác nhau, cũng như là trải nghiệm nhiều cái ý tưởng của nhà thiết kế, cũng như những tinh hoa của nhà thiết kế trong bộ trang phục. Vì thứ nhất, nói các bạn biết không, từ năm 18 tuổi Emily đã kinh doanh về thời trang online, và Emily nhập rất là nhiều loại vải và sau đó rất là đam mê và chia sẻ được với rất là nhiều các bạn nhà thiết kế trong nước và quốc tế. Thì sau đó mình nghĩ là tại sao mình lại phải làm online không, mà tại sao không là một cái thương hiệu, một công ty riêng và tìm những tài năng trẻ vào công ty mình. Thì Emily thành lập ra công ty thời trang Ismile vì lý do tìm các bạn trẻ đam mê, yêu thích thời trang thực sự và muốn cùng nhau bước trong nước và thế giới một cách chuyên nghiệp nhất. Giữa lại một doanh nhân và một người đẹp hoa hậu của showbiz thì Emily nghĩ rằng Emily thích cả hai, vì trong con người Emily nó đa phong cách lắm, cũng giống như trong vấn đề thời trang cũng vậy. Thì khi mà Emily làm hoa hậu, Emily có tiếng nói với cộng đồng, Emily có tiếng nói với các bạn trẻ và cũng như là những các doanh nghiệp về giúp đỡ về từ thiện, cũng giống như những về những ngành về thời trang, ẩm thực, khách sạn, du lịch. Còn việc thứ hai là làm về ngành kinh doanh thời trang cũng như là doanh nhân, thì Emily nghĩ rằng các bạn trẻ đều đam mê như Emily, vì không có lý do gì chúng ta không dám ước mơ lớn và chạm đến thành công lớn, đúng không? Cá tính trong con người Emily là Emily dám nghĩ, dám làm, và Emily dám ước mơ lớn và dám đầu tư lớn, cũng giống như là cố gắng hết mình cho cái nỗ lực của ước mơ bản thân để mình chạm đến thành công lớn. Có thể là một ngày, một giờ không thể chạm được, nhưng Emily nghĩ không bao giờ cả một đời các bạn không thể chạm được. Và rất là may mắn, 2 năm vừa qua Emily sau khi du học trở về Việt Nam là đã chạm được ước mơ của mình, đã chinh phục được ngành thời trang Việt Nam, cũng giống như là những khách hàng khó tính nhất của nhiều lĩnh vực thời trang, nhiều tuổi tác khác nhau. Nhưng mà cuối cùng Emily nhận ra một điều là tại sao chúng ta còn trẻ, chúng ta không dám ước mơ và dám thực hiện đi. Biết đâu được các bạn sẽ làm được ước mơ đó trong một thời gian ngắn nhất mà các bạn không thể tưởng tượng được là bản thân mình có nội lực đến đâu và công phá đến mức nào. Niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp của Emily là tháng 12 năm nay, năm 2018, Emily được chụp trang bìa của gương mặt Hogwarts, cũng giống như là chia sẻ về một bộ sưu tập của mình trên Hogwarts. Thì Emily có được lời mời đó, thực sự Emily rất là trân trọng, và nói tới 20.000 cuốn tạp chí sẽ xuất bản tại Việt Nam, Hogwarts Việt Nam và ra thị trường quốc tế một số trong số đó. Và gương mặt trang bìa cũng là một nơi để khẳng định sự thành công của Emily với sự nghiệp của mình và những nỗ lực cố gắng của mình. Emily sẽ có nhiều thành công khác để chia sẻ với các bạn. Tôi là ai, tôi cá tính, và thật sự bản thân Emily là một cô nàng rất cá tính trong lĩnh vực kinh doanh và cũng như trong ngành giải trí.